Chào mọi người, quay lại kênh cần câu Nhật Bản của mình. Hôm nay là tiếp tục lấy một số cân nha mọi người. 17 cái cân. Đây, đầu tiên là một cái cân rút câu tay. Này, ngoại hình cây này còn khoảng 60%. Cây này thì nặng có 80 g. 80 g, đọt của nó đọt mảnh có 0.8 à. Vươn xa thì là 4 mét rưỡi, 4 mét rưỡi. Còn thu về á, thu về là 59 cm. Cái cân này thì để câu dấu vơ được. Rồi, cái này là cân nhà trúc. Mình để cho mọi người xem cái các giọng ở phía trong nha mọi người. Để mình xem cái đọt này nè. Đọt này hình như đọt đặc hay sao, đọt đặc ở phía trong này. Đọt này mình rút ra. Đọt này đọt thủy tinh đặc này. Đọt thủy tinh đặc. Còn cái cân này thì chất liệu của nó là phíp giả trúc. Rồi, mình rút các giọng ra cho mọi người xem ngoài hình ở phía trong của nó nhé. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười. Tất cả có 10 giống. 10 giống ở phía trong. Đó, ok. Rồi, cái cân này cân số 1 mình bán 230 nha mọi người. 230.000. Rồi, số 2 là một cái cân giống y vậy. Nhưng mà cái này thì là carbon. Carbon nha mọi người. Nhìn ngoại hình cái này thì còn khoảng 60% trở lên. Ở từ đây, từ đây này. Tại đây là người ta quấn nhờ. Quấn nhờ carbon trong. Này. Này. Rồi, ok. Cái này á thì nặng 120 g. Nặng 120 g, đọt của nó đọt 1.4. Đọt 1.4. Vươn ra là 4.4 m. Thu về như thế này còn 56 cm thôi. 56 cm. Ủa? Đọt này là 0.4. Đợi mình một chút, để mình lấy cái thước kẹp lại thì coi. Rồi đây. 0.4 lý nha mọi người. 0.4. Đọt rất rất mạnh. Đọt này cấu thì thôi. Sướng luôn. Các giọng này trong này. 1 này. 2 này. 3 này. Đây, carbon này. 4 này. 5 này. 6 này. Cái này carbon rất là dày, theo mình nghĩ tỷ lệ nhựa của cái này chỉ có 10% thôi. 8 này. 9 này. 10, 10 giọng hệ thải nha mọi người. Các giọng ở phía trong con rất là đẹp, trơn. Chỉ có giọng ở phía ngoài thì bị trầy xước thôi. Mười giọng. Con số thì mình đã đọc kỹ cho mọi người xem rồi. Đây. Cái này cái số 1, cái số 2.
Cái số 2 này mình bán 400 nha mọi người. 400. Quá đẹp. Số 3. Số 3 là một cái cân máy. Khuyên của nó khuyên gập luôn. Cái này đây qua. Cái cân đây qua. Đây, mọi người xem thử nhé. Này, đây qua này. Bạt của nó là Fuji F7. Cái này á thì nặng 600 g. Đọt của nó đọt 27. Dài 39. Thu về như thế này là 1m115 cm. 115 cm nha mọi người. 115 cm. Này. Ở phần này á là người ta quấn nhờ này. Đây. Ngoài đây cũng được người ta quấn nhờ hết. Cái dài 39. Rồi, ngoài hình tổng thể nó như thế này nhá. Mình để mọi người xem các giọng ở phía trong trước rồi tới phần khuyến nha. Các giọng ở phía trong này. Đây. Đọt. Đọt này đọt 27. Uốn đọt này. Đọt cứng nha mọi người. Đọt cứng. 1 2 3 Ồ, khuyên cãi cũng trượt luôn này. 3 4 4 giống. Ở đây thì được bọc inox. Bọc inox càng được hết nhá. Khuyên cãi cũng trượt luôn, hay thật. Này, bọc inox này. Ở chỗ này thì thấy không thể bọc. Này, chỗ này nó bị nứt ra này. Nhựa. Chỗ này nó bị nứt ra này. Về mọi người đổ kéo chỗ này nhá. Đổ kéo ở chỗ này này. Đây. Cái này á thì có 1 2 3 4 5 6 6 khuyên thì khuyên cái á. Khuyên cái với đầu bu là khăn inox ở đây. Cái này cũng là nhựa nhưng đây là inox này, khăn inox ở đây này. Hai đầu. Còn tất cả đây đều là khuyên đá trắng. Bốn khuyên này là khuyên nhựa trong là đá trắng bị nứt này. Nứt hai cái. Đây và đây. Rồi ok. Thông số đó thì mình đọc đầy đủ cho mọi người đây nha. Rồi, mọi người xem lại ngoài hình cái cân một lần nữa. Đây qua xúc câu cá lớn. Bạt là bạt Fuji F7 inox không rỉ. Cây này là cây số 3. Cây số 3 cây này mà hoàn hảo thì mình bán 500, 550. Cây này bây giờ mình bán 450 đi. Thôi 400 thôi. Cây số 3 400. 400 nha. Rẻ xíu cho dễ mua. Rồi, cây này là cái gì đây? Cây cân câu tay. Cây cân câu tay. Cái này là fit chứ không phải carbon nha mọi người. Fit. Fit hay carbon ta? Thôi cứ bán với giá cân fit đi. Đây. Phần đấy á, từ đây là người ta quấn nhờ. Này, quấn nhờ này. Cái này thì nặng 120 g. Đọt của nó là 0.8. 2m2, thu về là 83 cm. Đây. Đọt trên này đọt thủy tinh. Đọt thủy tinh dẻo. Đây, phần này là đặc này, từ đây là đặc này. Đây là rộng này. À, cái này cân gạch bon. Cân gạch bon.
có 3 khúc nha mọi người. 3 giọng thế này. Rồi. Cái này thì mình bán 280. Cái số 4 280. Rồi số 5. Số 5 thì cái này là Olympic cân flip Olympic. Đây. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này nhá. Cái này á thì nặng, nó nặng 200 g. Đọt là đọt 0.7 ly. Vươn ra là 4m1. Thu về như thế này là 109 cm. Đây, đọt 0.7. Khuyên ẩn ở phía trong nha mọi người. Khuyên ẩn ở phía trong, khuyên ẩn inox ở phía trong. Rồi, các giọng ở phía trong đây. Flip nha mọi người. Một này, nó cháo chuột này, cân Olympic này. Từng cái chỗ này đều có bọc inox cường lực hết. Một khuyên này, 2 3 rất là mới. 4 4 khúc. À 4 giọng. Đẹp, cây cân này đẹp. Bát của nó là Fuji F6 FK. Inox không rỉ. Olympic. Cây cân này mình bán 300 nha mọi người. Cây số 5 300. Rồi, số 6 là một cái cân nhựa tổng hợp 3 khúc. 3 khúc nhựa tổng hợp. Đây. Đọt này. Cái này nặng 340 g. Đọt của nó đọt 21. Hai dài là dài 24, thu về như thế này là 85 cm. Đây. Mọi người xem nha. Cái này thì ngoài hình nó chỉ khoảng 50% thôi. Đó, có nhiều thì mình nói nhiều đó. Tùy theo đánh giá của mọi người, mình thấy thì nó khoảng 50% thôi. Đây, các đầu này đều được bọc inox cường lực hết cho mọi người. Inox. Inox. Đó. Khuyến của nó là khuyến inox chống rỉ. Khuyến trượt. À nhầm. Bát của nó là bát trượt inox chống rỉ. Phần tay này được làm bằng gỗ này. Phần tay này được làm bằng gỗ này. Đây. Con khuyến thì có 1, 2 khuyến xoắn inox. 3, 4, 5 bao gồm cả đầu bu. Tất cả đều là xoắn inox, không có đá. Cái này bị bung đó rồi. Mọi người về quấn lại. Bung cược đây, mọi người về quấn cái này lại nhá. Đây. Cái này mọi người tự quấn được mà đó chứ. Đây, cái cân 3 khúc này mình bán 250 nha mọi người. 250. Nhựa tổng hợp. Nhựa này rất là cứng. Cái số 6. 250. Cứng vào bên. Đây, một cái côn 2 khúc. Nhỏ xíu à. Hai. Cái này thì nặng có 80 g thôi. Nặng 80 g. Đọt của nó là đọt 1:3. Đọt 1:3. Dài chỉ có 1m25 mà thu về như thế này là 63 cm. Đây. Mình xem nha, đó. Đây.
cái này hình như người ta lên đọt hay sao á, lên đọt là người ta cuộn nhờ này. Nói chung cái này hình như từ người ta tự làm nhưng mà rất là tính xảo đó, như người ta sản như nhà máy làm đó. Chủ trước đấy của cái cân này chắc cũng xiên lắm đây. Cái này thì mình thấy chất liệu của nó là sợi thủy tinh thì vậy mọi người, sợi thủy tinh. Sợi thủy tinh đó, thông số thì mình đã đọc cho mọi người nghe rồi nha. Còn nó ở đây nó có khuyên, để mình nói về khuyên. Chỗ này là bọc inox này, đọt này, chỗ này cũng là đọt thủy tinh đặc này. Đây, hạ đọt, hạ đọt một này, hai này, cái này không có, cái này mất rồi, ba này, cái này cũng mất rồi, còn ba cái khuyên, khuyên inox, khuyên chim đó mọi người. Vậy mà nó lại có cái bát Fuji F6, bát trượt Fuji F6 hay ngon chứ, nó hơi chọi nhá. Đây, Fuji F6 FK. Rồi, ngon. Cái này đi cấu rất là hay. Đưa ra được tới 1m25 lên mới, 1m25. Cái này cây số 7. Cây số 7 này mình bán là 130 đây. 130 ngàn nhé. Rồi, số 8 là một cái cân, cân này chị Olympic luôn. Cân này chất liệu fib, nhìn ngoại hình như thế này thì còn khoảng 60%. Này, Olympic thì nó làm rất là kỳ. Cái này thì mình đọc thông số cho mới nghe là cái này nặng 460 g, đọt của nó 21, vươn ra là 41, thu về như thế này chỉ có 66 sen thôi. Ồ, cái này bị gãy ở đây. Cái ở đây thì mình bán rẻ cho mọi người về quần cược nhá, quần cược đồ keo. Cái này quần cược đồ keo thì ngon. Đọt đây, cái này quần cược không biết làm gì này. Ở đây quần cược không biết làm gì này, mình hiểu. À, quần cược bảo khuyên ẩn. Cái này quần cược bỏ khuyên ẩn. Đọt này. Rồi, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 đốt. 10 đốt. Đây. Cái này tuy nó bị gãy đấy nhưng mà vẫn để câu được, nhưng ai muốn lấy á thì lấy về quần cược lại cho nó đẹp thôi, chứ vẫn câu được nha mọi người. Vẫn câu được. Này nào, chế đủ trò. Bát Super F6 FK Fuji. Đây. Hai đầu này quấn nhựa, to. Cái này bị gãy vậy á thì đáng lẽ cái này á thì mình sẽ bán 500. Nhưng mà bị gãy vậy thì mình bán 300. Về mọi người tự quấn nhớ nhá. Cái số 8. 300. Rồi, số 9 là một cái cân đây. Người ta làm nhám từ đây tới đây. Cân này cân gì? Cân Trung Quốc. Làm nhám từ đây tới đây để mình cầm khỏi bị trơn trượt. Cân cân tay rút.
Đây. Đọt của nó rất là to. Cái này chất liệu hình như cũng fit, để mình xem chất liệu gì nè. Xem ở cái phần mà người ta không sơn á, nhìn mà dễ à fit. Cái này thì nặng có 80 g, đọt của nó tới 1.9. Dài 2m7, thu về là 1m. Đây, ở phía trong con rất là mới nha mọi người. Mọi người xem đọt này. Đây, ở trong con rất là mới. Đây, 3 khúc 2m7, cái này cân Trung Quốc rồi. À, cái này thì nếu như con mới á, thì mình sẽ bán khoảng 300. Nhưng mà cái này thì mình bán 250. 250, ngoài hình con 80% rồi. Cái số 9, 250. Thôi 200 cho nhìn đi, 200 nha mọi người. Rồi, một cái cân giả trúc, giả trúc mà thấy không ghi hiệu gì hết. Đây, ngoài hình tổng thể nó như thế này đây. Cái này mình nhìn á thì nó còn khoảng 70% trở lên. Từ đây tới đây nó cuốn nhờ hết. Cái này nặng có 140 g, đọt là đọt 0.8, đọt mảnh. À, dài 39. Dài 39 mà thu về có 95 cm thôi. Đọt đâu rồi? Đây, đọt đây. Đây. Đọt này đọt thủy tinh rồi. Phần đây, à đây. Từ đây tới đây thủy tinh đặc này. Ok. Mọi người xem ngoài hình ở phía trong nha. 1 2 Ồ, con bóng. 3 4 5 5 giống. 5 giống. Rồi. Xem nó chất liệu gì đây. Con kinh nụt mà đâu rồi thế. Cái này khỏi nút. Ồ. Ồ, thấy nó đẹp chưa? Cái này là sợi thủy tinh. Tất cả đều là bằng sợi thủy tinh hết. Cái này tất cả đều là bằng sợi thủy tinh nha mọi người. Khá là ngon. Cái này cái số 10. 10 đúng rồi, 10 mình bán 250. Rồi, 11 là một cái cân. Cân mà không ghi hàng gì hết. Đợi một chút. Đây. Mọi người xem qua ngoại hình của nó nha. Đây. Cái này ngoại hình còn phải là 70% trở lên. Từ đấy tới đây người ta cuốn nhờ hết. Ok. Nhờ nhá. Cái này thì nặng tới 62 g, à 620 g. Đọt là đọt 1.3. Dài 5m6. Thu về là 99 cm. 97 cm. Đây, đọt này. Đọt này cũng được hạ đọt rồi. Hạ đọt rồi này. Đây. Mọi người xem các đồ ở phía trong nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 đốt. Các đồ ở phía trong thì con khá là đẹp. Đó.
Rồi, bát của nó bát Fuji F6 FK. Cái này vắn ra đó. À, vắn được. Rồi, tới phần khuyến này. Khuyến của nó thì cái này có khuyến là khuyến nhựa hết nha mọi người. Khuyến nhựa ở phía trong có đá trắng hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 khuyên. Tất cả đều còn đá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết 8 khuyên bị nứt rồi. Hết 8 khuyên bị nứt rồi. Đây, đây có cái bảo vệ đọt. Rồi, ok. Cần này mọi người mua như có nhiều mua cần trắng đây. Về lấy đá thay khuyên. Cái này cái số 12. À 11 chứ. 11. 11 này mình bán 450 nha mọi người. À, nói chút thì như cái cần này chất liệu sợi thủy tinh nha mọi người. Chất liệu sợi thủy tinh. Rồi, cái này là gì đây? Một cân bát khúc à. Cân bát khúc. Ồ. Canto. Cân canto thì không phải chê. Phíp này mọi người. Cái này là bằng phíp nhá. Cái này là cán gỗ. Cái này cán gỗ. Cân này á thì nặng 200 g. Đọt của nó đọt 2,5 ly. Đọt 2,5 ly. Vươn ra là 24. Mà thu vào như thế này là 87 xén nha. Đây. Mọi người xem ngoài hình từng đốt nha. Cái này là dơ này, dính keo này. Chứ không phải bị tróc đâu. Canto này. Canto này thì nội địa. Mấy chỗ này bị dính keo hết. Này, các đầu này đều được bọc inox bảo vệ này, cương lực này, bọc nhờn này, rất là chắc. Rồi, xem tới phần đọt nha. Đọt, đọt này đọt 2,5 cứng. Đồ cứng này thì mình thấy đồ cứng này khoảng 15 trở lên. Đồ cứng 15 trở lên nha. Mua về đánh con được này. Rồi, khuyên. Khuyên thì cái này có 1, 2, 3, 4 4 khuyên. 4 khuyên ở ngoài inox ở trong đá trắng. Bát, bát thì cái này là bát phu, à, bát trượt. À bát vằn chắc vậy. Bát vằn inox không rỉ nha mọi người. Bát vằn inox không rỉ. Cán tố này thì khỏi phải nói rồi. Cái này là cái số 12. 12 này mình bán 400. Cái cân 3 khúc 400. Rồi, 13 là một cái cân rút giả trúc. Đây, ngoại hình của nó như thế này đây. Cần Hàn Quốc dài 36. Mẫn thấy ghi thương hiệu gì hết. Cái này thì nặng còn 100 g thôi. Đọt của nó đọt mảnh 0.9. Dài 36, thu vi như thế này là 102 cm. Đọt này mọi người. Đọt đây. Rồi mọi người xem ngoài hình phía trong nha. 1 2 Ồ, con trơn bóng. 3 4 4 giống.
Rồi, mình xem thử nó chất liệu gì đây. Đây, cái này chất liệu phíp nha mọi người. Phíp đọt này. Đọt thì là từ đấy trở lên á là thủy tinh đạt. Ra đâu rồi? Đây. Rồi, cái này cái số 13. 13 cái này mình bán 250 nha mọi người. Rồi, 14, một cái Kingston. Kingston. Hai cái này hình như một cặp này. Này, một cái 36, một cái 27. Cũng Kingston luôn. Mình sẽ giới thiệu từng cái một nhé. Đây, cái này ngoại hình của nó còn khoảng 65% trở lên. Đó. Cái này dính kéo nha mọi người. Cái này là 180 g, đọt của nó đọt 2,5. Nó dài 2,7 m, thu về là 1 m. Này, đọt của nó đọt tháp chịu lực. Đọt tháp cho mọi người. Chịu lực rất là cứng. Độ cứng này thì theo mình thấy là khoảng 20 trở lên. Đó, mọi người xem các giống phía trong. Đây. Nó có 3 giống dài 2,7 m nha mọi người. Về phần khuyên, khuyên thì riêng cái đầu bú á là inox không rỉ ở trong đá trắng. Con này 4 cái khuyến con này á thì là đá trắng hết nhưng mà bị nứt hết rồi. Bị nứt hết nha, riêng cái khuyến cái này thì mất đá. Bát này bát Fuji E76. Ở đây bọc nhờ này, bọc nhờ nha. Ok, cái này cái số 14 mình bán 250. Rồi. 15 là một cái cân Kingston luôn. Cái này thì ngoại hình còn khoảng 80%, 70%. Này. À quên, để mình nói cái số 4. Cái số 4 này chất liệu của nó là phíp nha mọi người. 14 này chất liệu phíp. Rồi, cái 18 này chất liệu cũng là phíp luôn. Đó. Cái này á thì là nặng 300 g, đọt của nó đọt 2,5 luôn. À, dài 36, thu về là 102 cm. Đọt này cũng là đọt tháp chưa được này mọi người. Độ cứng khoảng 20. Đây, mọi người xem các giống phía trong nha. 1 2 3 4 giống. 4 giống phía trong. Giống thì con 10. Rồi, nói về phần khuyên. Khuyên thì riêng cái khuyên cái á, khuyên đầu bú này á. Rồi inox chống rỉ. Có đá trắng. Con dài 2 4 5 khuyên con dài á thì là đá trắng, riêng một khuyến có một khuyến bị mất đá. 1 2 3 3 khuyến này bị nứt này, mọi người mua về bỏ thêm đá nhé. Đây, đây bát của nó là bát inox không rỉ Fuji F7. Rồi, cái này thì mình bán nhiêu vừa ta, cái này 250. Thì thôi, cái này bán hơn 50, 300.
cây súng 15, 300. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.